quý vị ơi, định phan xi păng nè quý vị ơi, nói gì với nhau một tiếng đi. Trời ơi trời, trời ơi, chưa bao giờ có trên trái đất này. Trời ơi, nói đi, nhìn đi rồi nói chuyện. Trời đất ơi, chân trời có đám mây xanh. Ủa, nhóm người nào trên này vậy trời? Ủa, chị sóc vé chị đi đâu vậy? Có để bản tên chứ không phải bản tên chưa hả? Vô đẹp chị ơi, đẹp mắt cười, đẹp mẹ, cười 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 hạnh phúc nè, mẹ hạnh phúc nè. Cái nét nó vàng đó. Sao cái mặt nó giống Lê Dương Bảo Lâm vậy trời? Một hai. Ủa, nhân viên y tế chụp hình đâu vậy? À không phải, trời ơi ca sĩ quên. Ủa đây sao chưa có mưa mà có áo mưa ai vậy? Dạ chống dịch, chống dịch. Ủa ai vậy? Dạ em. Em là Lương Hoàng Duy. À Lương Hoàng Duy. Dạ. Quay cái cảnh rộng rộng đó. Đừng cận quá, xin lỗi đừng cận quá. Dạ vấn đề da nha. Dạ dạ dạ. Dạ xin lỗi anh Đức. Dạ dạ. Quên, tôi không biết, tôi quên cái vụ này. Cử gì vậy? Mụn. Chị cũng có, chị cũng có. Dạ. Nghệ sĩ ơi, làm gì vậy? Y chang vậy, y chang vậy. Nhìn về hướng nó còn lại. Chụp về cái mặt đẹp. Nhìn hướng ngược lại luôn nha. Trời đất ơi. Anh đi ra. Trời đất ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy quý vị ơi, thôi chết tôi rồi. Trời đất ơi, núi nè, thôi chết rồi. Trời đất ơi, núi nè, trời ơi, trời 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 trời. Ôi sao mà đẹp dữ vậy nè trời. Đi đi ai vậy? Ủa nhỏ này là ai vậy? Chụp hình photographer. Photographer mà cái miệng dữ vậy nè. Sao mà cứ dí cho người vậy? Quay cái gì? 2 3. Chồng ơi đây là Phan Xi Păng chồng ơi. Đẹp quá. Em vui quá, chồng ơi mình hôn cái đi chồng. Đây, hôn, hôn, đây, hôn. Đau cái tay của đây. Hôn, hôn, hôn. Chúng ta là mình đang bung dịch anh hiểu không? Bung dịch. Bung dịch. Cẩn thận. Hôn hôn. Giờ bung chết. Đây. Cái gì bà? Núi gì người? Núi gì nó lại? A Di Băng. Người ta Phan Xi Păng má. Đúng tên luôn. Quay nhìn nè. Chà chà. Chà chà diễn quá kìa quý vị. Diễn quá kìa, diễn quá kìa. Khi em là lý do. Chà chà hát liền vậy đó hả? Yes. Chỉ cần để thấy em cười đi thật xa, anh có thể lên Sapa. Trời ơi, trời gần quá chết. Không có ai mà quay nghệ sĩ mà lên xa. Nói, mình nhờ bạn này chụp hình nhóm rồi, nguyên nhóm rồi mình chụp hình tấm được không? Môi á quý vị, này là cái môi. Đây, đây, em ấy. Không, từ đây em đứng ở đây xong chụp ở đây cho chị. Đẹp quá. Thích không? Ôi trời ơi, thích lắm. Thích lắm hả? Mọi người, chúng ta lên tới núi rồi. Ê, mọi người, ở đây nè, góc này nè. Góc này nè, góc này nè. Góc này đẹp hơn nè, phải không? Trời ơi, đẹp quá. Ơi selfie một tấm ở đây đi. Cái góc này đẹp nè, nghe là tôi cái góc này đẹp nè. Trời ơi cái góc này nè đẹp muốn chết đi nè. Anh ơi, bây giờ vô hết nguyên nhóm bây giờ lẹ đi. Người ta đang lấy cái điện thoại chụp kìa, nhanh. Bây giờ vô đó mày nguyên một nhóm đi đừng có nói nữa. Trời ơi tôi tức ghê. Đừng có. Tại cái đứa này quánh đòn lẹ. Nha, con nhỏ này nè. Đó. Chào quý vị nha, say hi, chào bà con, chào.